Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thân chào các em học sinh. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em tiết 6 luyện tập oxide với các bài toán, 3 bài toán cơ bản. Bài thứ nhất là bài 4 trang 9 sách giáo khoa. Theo chương trình mới thì chúng ta sẽ áp dụng công thức khí ở điều kiện tiêu chuẩn. V của chất khí sẽ bằng số mol khí nhân 24,79. Do đó thầy có chỉnh số liệu lại một chút. Rồi khi giải bài tập thì chúng ta sẽ có hai phần là tóm tắt bài, suy nghĩ hướng giải và sau đó bắt tay vào giải. Chúng ta sẽ theo trình tự đó nha. Cụ thể bài thứ nhất. Phản ứng xảy ra là theo đề bài nói là CO2 tác dụng với BaO 2 lần, sản phẩm là BaCO3 và nước, để cho thể tích CO2 là 2,479 lít. 200 ml dung dịch BaO 2 lần, 200 ml là đơn vị đo thể tích, ký hiệu là V, đó chính là V của dung dịch BaO 2 lần. Tính nồng độ mol của dung dịch BaO 2 lần đã dùng, nồng độ mol ký hiệu là Cm lớn của BaO 2 lần. Đơn vị của nồng độ mol là m lớn. Đề bài cho V dung dịch BaO 2 lần, tính Cm của BaO 2 lần, cho nên V này các em sẽ đổi ra đơn vị là lít để một lát chúng ta áp dụng công thức tính nồng độ mol. Sang câu B, tính khối lượng chất kết tủa thu được chính là kết tủa của BaCO3. Khối lượng đơn vị là gam. Tại vì nhìn như bảng tính tan mình thấy BaCO3 nó không tan. Các em đánh ký hiệu kết tủa từ trên xuống lên. Từ trên xuống dưới. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu giải. Bước thứ nhất là em sẽ tìm số mol chất của đề hỏi. Là số mol, xin lỗi, số mol chất của đề cho chứ. Đề cho thể tích CO2 là 2,479 lít ở điều kiện chuẩn. Chúng ta sẽ dùng công thức thể tích khí chia 24,79 thay số liệu vô. Bằng 2,479 chia 24,79 nó bằng 0,1 mol. Có số mol rồi, mình sẽ ráp vô phương trình. Phương trình này nó đã cân bằng sẵn chứ không phải là thầy không cân bằng đâu nha. Luôn luôn nhớ viết phương trình hóa học là phải viết đúng công thức hóa học của chất. Sau đó cân bằng và ghi điều kiện phản ứng nếu nó có. Bây giờ chúng ta sẽ viết lại phương trình. Thế số mol CO2 vào đây. Thầy đã dùng nó màu xanh dương. Suy ra số mol chất của đề hỏi. Đề hỏi chất nào nhìn vô hai câu AB. Hỏi BaOH 2 lần và hỏi BaCO3. Vậy chúng ta tính bằng cách nhân chéo chia ngang. Lấy 0,1 nhân 1 chia 1 thì ra 0,1 mol BaOH 2 lần. Lấy 0,1 nhân 1 bên đây chia 1 ra 0,1 mol của BaCO3. Tất cả những số liệu này được tính bằng mol. Sau khi có số mol rồi, bắt đầu tính theo yêu cầu của đề. Cm của BaOH 2 lần làm sao tính? Công thức Cm nó sẽ bằng số mol của chất tan chia cho V dung dịch đó. Chất tan ở đây là BaO 2 lần. Mình đã tính lúc nãy là 0,1. Cái 0,1 màu đen này nè các em. Còn V dung dịch này của BaO 2 lần đề đã cho là 0,2 lít. Vậy chúng ta ráp vô bằng 0,1 chia cho 0,2 ở đây. Kết quả ra là 0,5 m lớn. Vậy là chúng ta đã giải xong câu A. Bây giờ sang câu B. Tính khối lượng BaCO3 thì các em phải thuộc công thức. M mà nhỏ thì bằng N là nhỏ nhân cho M mà lớn. N là nhỏ BaCO3 là 0,1. Các bạn ráp vô đây. M mà lớn của nó tính ra 197. Kết quả là 19,7 gam. Đây là bài toán liên quan tới nồng độ mol. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một bài liên quan tới nồng độ phần trăm. Bài số 2. Tính khối lượng dung dịch axit hydrochloric HCl 10% để vừa đủ hòa tan 12 gam MgO. Bài làm, chúng ta tóm tắt trước, MgO vô HCl sẽ xảy ra phản ứng, đổi Mg với H, Mg qua đây liên kết với Cl, đổi với chỗ H này nè, nó tạo MgCl2, Mg hóa trị 2, Cl hóa trị 1, nên nó ra MgCl2 á, H qua đổi chỗ Mg nó gặp O nó thành nước, sau đó cân bằng là 2HCl. Tóm tắt số liệu, 12 gam MgO, gam là đơn vị của khối lượng, ký hiệu là M nhỏ.
Như vậy 12 gam này chính là khối lượng của MgO. 10% HCl, HCl là 10%. Cái số 10% này là nồng độ của cái chất phía trước. 10% là C%, chất phía trước là HCl. Vậy mình có thể tóm tắt C% HCl bằng 10%. Để hỏi cái gì? Tính khối lượng dung dịch acid hydrochloric. Khối lượng ký hiệu là M nhỏ, khối lượng của dung dịch acid hydrochloric HCl, mình tóm tắt lại là M dung dịch HCl bằng bao nhiêu gam. Các em hiểu cái phần tóm tắt này chứ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ để giải nha. Các em xem lại các bước tính ở phương trình hóa học để ở lớp 9. Thứ nhất, phải tìm số mol chất để cho. Trong đề này người ta cho MgO, nên mình sẽ tìm số mol MgO. Sau đó thay số mol vô phương trình, tìm số mol chất để hỏi. Chất để hỏi là nào? Là cho MgO, hỏi HCl. Vậy là từ MgO mình sẽ tìm số mol HCl. Bằng cách thế vô phương trình, rồi từ số mol MgO nhân chéo chia ngang tìm số mol HCl, tức là cái chất đề hỏi á. Rồi suy nghĩ tiếp. Đề hỏi khối lượng dung dịch HCl. Vậy muốn tìm được khối lượng dung dịch phải có dữ kiện nào? Theo công thức tính C%. Các em phải học thuộc công thức tính nha. Theo cái công thức này mà muốn tìm M dung dịch, vậy có phải là mình phải có C% của HCl và khối lượng chất tan của HCl, tức là MHCl luôn á. Chất tan là chất nha, chất tan là chất. Chất tan HCl tức là chất HCl đó các em. Vậy nhìn lại tóm tắt, mình có C% HCl ở đây rồi. Vậy mình cần tìm thêm gì nữa? C% có rồi. Vậy mình sẽ tìm thêm cái gì nữa thì giải được bài toán, tức là tìm thêm khối lượng chất tan, mà nãy nói khối lượng chất tan là khối lượng HCl. Vậy tìm khối lượng HCl, sau đó áp dụng công thức tính C% sẽ tìm được khối lượng của dung dịch HCl. Bây giờ thầy chỉ cách chuyển đổi công thức. Công thức của mình là như vậy. Giờ muốn tính M dung dịch thì mình sẽ chuyển bằng cách dưới chéo lên, trên chéo xuống, nó như cái võng là phải không? Đó, đánh lên đánh xuống, đánh lên đánh xuống, rất là dễ dàng, không có rắc rối gì ha. Thì chuyển M dung dịch lên thì C% nó chuyển xuống, thì sẽ ra M dung dịch bằng M chất tan nhân trăm chia C%. Ở tử thức không thay đổi gì hết nha. Nhắc lại, như cái võng đánh lên đánh xuống thôi. M dung dịch chuyển lên, C% chuyển xuống. M dung dịch đang ở dưới, chéo lên thay cho C%. C% đang ở trên thì chéo xuống thay cho M dung dịch. Và chú ý là khi thay cái số liệu của nồng độ phần trăm vô phép tính, chúng ta thống nhất là bỏ cái phần trăm đó đi, xem phần trăm như đơn vị tính. Thì các em bấm máy không bao giờ sai nha. Xem phần trăm như đơn vị tính. Rồi cụ thể, thầy cho các em sườn của bài giải. Các em sẽ điền vô mấy chỗ trống này thì sẽ giải được bài thôi. Đây, bước thứ nhất, tính số mol của chất đề cho là MgO. Ráp vô. Để cho khối lượng 12, M lớn là 40, ra số mol. Có số mol rồi dưới phương trình. Và dưới phương trình thì phải nhớ cân bằng. Đem hệ số của các chất phía trước xuống. MgO không có là 1. Thứ khác HCl có số 2 đem xuống. Tất cả số liệu này tính bằng gì nhớ không? Tính bằng mol đó ha. Rồi lấy số mol của MgO ở trên á, đem xuống. Theo mũi tên màu xanh B xuống đây. Nhân chéo chia ngang thì sẽ ra số mol của HCl ở đây. Và tìm khối lượng HCl thì dùng công thức M nhỏ bằng N nhỏ nhân M lớn. Lấy cái số mol HCl ở đây nè, theo mũi tên màu đen B xuống đây. Nhân M lớn là 36,5, nó ra khối lượng của HCl. Sau đó áp dụng công thức tính khối lượng dung dịch bằng cách lấy khối lượng chất tan nhân trăm chia C%. B cái kết quả này theo cái mũi tên màu xanh dương, ráp xuống đây nhân trăm chia nồng độ phần trăm là 10. Thì sẽ ra khối lượng của dung dịch. Nhớ là không viết dấu phần trăm vô đây. Thì em bấm máy nó sẽ chính xác. Đây là bài toán tính có liên quan tới nồng độ phần trăm. Nhưng người ta chưa hỏi tới khối lượng, tới nồng độ của chất sau phản ứng. Vậy về nồng độ phần trăm chất sau phản ứng làm sao mình tính? Các em sẽ qua bài số 3.
Hoặc là các em đọc đề giúp thầy và thử xem cái tóm tắt này có hiểu không nhá. Rồi, dựa vào tóm tắt, chúng ta cùng suy nghĩ, thầy hướng dẫn các em. Cụm bước thứ nhất, tìm số mol chất đề cho. Chất đề cho là cái chất nào? Đề cho C phần trăm với M dung dịch là cho HNO3. C phần trăm HNO3 và M dung dịch HNO3 là cho một chất. Vậy sao tìm? Em sẽ từ công thức phần trăm suy ra khối lượng của HNO3. Có nhớ cái công thức lúc nãy không? Rồi. Tới đây thì nó hơi khó hơn chút. Em quăng M dung dịch lên đây nằm chung với C phần trăm. Vậy lúc này M dung dịch nhân C phần trăm nó sẽ bằng M chất tan nhân trăm. Vậy M chất tan sẽ bằng C phần trăm nhân M dung dịch. Chất cả chiên trăm, trăm này lại quăng kéo xuống dưới. Sau khi có khối lượng rồi thì sẽ suy ra được số mol HNO3. Có số mol thì viết phương trình thay vô rồi tính số mol chất đề hỏi. Sau khi có hai cái số mol rồi thì sẽ tính được khối lượng HCuO bằng công thức M nhỏ bằng N nhỏ nhân M lớn. Vậy là mình xong câu A. Rồi sang câu B. Muốn tìm C phần trăm thì phải có dự kiện nào? Viết cái công thức C phần trăm ra trước. Phải viết công thức C phần trăm ra trước. Rồi, C phần trăm bằng M chất tan nhân trăm chia M dung dịch. Vậy là phải có khối lượng của chất, khối lượng của chất và khối lượng dung dịch chứa cái chất đó. Khối lượng của chất là khối lượng của cái nào? Là khối lượng của CONO3. Chưa có dự kiện nào hết. Vậy phải tìm khối lượng chất tan CONO3 dựa vô phương trình. Nhân chéo chia ngang ở trên đó, này lấy số mol này. Sau đó nhân M lớn thì ra khối lượng của nó. Rồi giờ tìm khối lượng dung dịch sau phản ứng chứa CONO3. Làm sao tìm? Chúng ta sẽ dựa vô hệ quả của định luật bảo toàn khối lượng để tìm. Bây giờ mình cùng suy nghĩ ha. Khi mình cho CuO vào dung dịch HNO3. Cho hai cái đó vô. Vậy cái khối lượng dung dịch thu được sẽ bằng tổng khối lượng của tất cả những gì đã cho vào nhau mà nó tan hết ra. À, vậy có nghĩa là M dung dịch sau phản ứng này nó sẽ bằng cái khối lượng CuO đã tan, đã trong phản ứng, cộng với khối lượng của dung dịch HNO3 lúc đầu. Mà khối lượng CuO là kết quả của câu A, các em B số đó vô đây. Cộng khối lượng dung dịch đề cho là 136, thì sẽ ra khối lượng của dung dịch sau phản ứng. Sau đó áp dụng công thức tính nồng độ phần trăm, mình sẽ tìm được nồng độ của CuNO3 hai lần. Và chú ý là khi thay cái nồng độ phần trăm vô phép tính, chúng ta bỏ cái dấu phần trăm đi, xem phần trăm như đơn vị tính nha. Rồi, thầy hướng dẫn các bước giải. Các em cố gắng tự trình bày như mẫu bài 2 nha. Cái phần này thầy ghi rõ ra luôn rồi. Tới đây thì các bạn có thể áp dụng vô để giải được rồi. Nếu có thắc mắc thì các em sẽ hỏi các thầy cô dạy của lớp mình. Nếu không hỏi được, thầy cô bận thì các bạn có thể nhắn trên Zalo cho thầy. Thân chào các em. Chúc tất cả các em học tốt hóa học nha. Hẹn gặp các em ở những bài sau.